Dạ, xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Lúc này là 9 giờ 15 phút. Nhiệt độ rơi vào khoảng là 23 độ C. Mình đang có mặt tại chợ Đà Lạt. Xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5. Như vậy là nằm trong cái chuỗi nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đây là ngày nghỉ lễ cuối cùng đó quý vị. Lúc này là mình đang có mặt ở chợ Đà Lạt. Xin mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng Đà Lạt bình yên vào xem ngày cuối cùng sáng ngày mùng 1 tháng 5, xem là du khách bà con đi chợ Đà Lạt mua sắm những gì. Thưa quý vị, nói chung là ngày hôm qua ngày 30 là khách sổ đèo về cũng rất là nhiều rồi. Đà Lạt bình yên cũng đã review cho quý cô bác anh chị và các bạn xem là du khách sau khi mà nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 lên Đà Lạt rất là đông và đổ đèo về cũng rất là đông. Quý vị lúc này là bà con tập trung ở chợ Đà Lạt mua những cái sản vật, sản phẩm, hương liệu rồi đến trái cây, rồi rau củ đậu mà nhất là đó là dâu tây. Thưa quý vị, đó các bạn nhìn thấy là bà con mua đủ món từ dâu tây rồi bơ này, dâu rồi tất cả các cái loại mứt cũng như là khoai tây và tất cả các hạt vì mấy cái loại đậu đó, quý vị ví dụ như đậu ngự, đậu đỏ, đậu đen, rồi đậu cu ve vân vân, rất là nhiều món. Xin thưa quý vị và các bạn, có du khách thì sẽ lựa chọn là bông atiso. Thưa quý vị, nói chung là chợ Đà Lạt thì mấy hôm nay là quý bà con đổ về đây rất là đông. Thưa quý vị, chợ Đà Lạt đó các bạn thấy là du khách cũng bắt đầu mua những món hàng ví dụ như là gồm có là mình thấy là cà chua bi này, cà chua sô cô la vân vân, rồi khoai tây, cà rốt, su hào, bắp cải, nói chung là tất cả các cái món rau hoa củ đậu và tất cả các cái hương liệu của Đà Lạt rất là nhiều quý vị, thật sự mình đếm không hết nổi. Có cả như là atiso, rồi atiso bó này, rồi bông atiso, rồi tất cả các loại mứt đặc sản Đà Lạt thì rất là nhiều. Thưa quý vị, đây là chợ Đà Lạt ban ngày và trước mặt chúng ta là khu chợ khu A, rồi đến khu B, rồi đến sau cùng là chợ Enter quý vị. Đó, xin mời quý cô bác anh chị và các bạn vào cùng Đà Lạt bình yên. Đến đây thì các bạn thấy là hàng rau chủ yếu là tất cả các rau như là côn, cô ria, rồi xà lách son, rau củ đậu, nói chung là rất là nhiều, cà rốt, khoai tây, su hào, củ dền, rồi cải, rồi ớt, ớt Đà Lạt. Tất cả du khách hầu như là chuẩn bị trước khi mà chuẩn bị rời khỏi thành phố Đà Lạt thì thường hay vào chợ Đà Lạt vừa dạo tham quan là mua sắm những sản vật mà mới, rất là mới. Bà con thì họ thu hoạch buổi sáng sớm đó quý vị. Ví dụ như dâu thì họ hái cũng rất là sớm quý vị, đem ra kịp thời để mà bán cho du khách đem về. Dâu thì mùa này cũng rất là có giá quý vị, nhưng mà khách về thì lại dâu cũng giá cũng thấp trở lại. Dâu là vậy, ở Đà Lạt là vậy quý vị. Rồi các bạn thấy ở đây thì chủ yếu là bán cho du khách, còn nếu mà đi vô bên trong á, trong lòng chợ này á, và len vô trong tất cả các cái ngóc ngách chợ thì người Đà Lạt là chủ yếu. Xin thưa quý cô bác anh chị và các bạn, mấy bên trái chúng ta là cả một cái thiên đường về đặc sản Đà Lạt rất rất nhiều. Nếu mà nói về chợ thì quý cô bác anh chị và các bạn biết rồi, chợ thì đủ mua mọi món, không thiếu một món nào. Xin thưa quý cô bác anh chị, đây là chợ Đà Lạt, các bạn thấy không? Nếu mà nói về chợ Đà Lạt thì du khách mua chủ yếu ở ngoài kia là nhiều các bạn. Hôm nay thì mình thấy là lượng khách mua cũng rất là ít, bà con khách mua cũng thưa thớt quý vị. Thường thường là tại vì khách mua nó không có tập trung vào thời gian nào, chủ yếu là khi nào mà khách người ta về thì họ sẽ tấp xe ở ngoài này, hoặc là đi xe Honda ra, hoặc là đi bộ ra thì họ sẽ mua, nó không có đồng loạt quý vị ạ, nó không có đồng loạt, tất cả du khách đều là không có đồng loạt.
cho nên là chợ Đà Lạt cứ vẫn la rai bán cả ngày với quý vị. Thưa quý vị, như ngày xưa cách đây là mấy chục năm về trước, cách đây cỡ khoảng là 30 năm về trước thôi, 30 năm về trước thì chợ Đà Lạt rất là đông, tại vì hồi đó duy nhất là chỉ có một mình chợ Đà Lạt, còn sau này thì chợ nhỏ ra cũng rất là nhiều. Ví dụ như là ở trên thành phố Đà Lạt thì mấy cái chợ nhỏ như là chợ Chi Lăng, rồi chợ Phan Chu Trinh, chợ Nam Thiên, chợ Ngô Quyền, chợ số 4, rồi chợ Phan Đình Phùng. Thật sự, và kể cả hàng trăm chợ nhỏ khác nhau, cứ mỗi mỗi làng, mỗi xóm, mỗi đầu ngõ thì lại có thêm một chợ nhỏ đó quý vị. Rồi chưa kể là những người mà mua gánh bán bưng, họ có thể gánh bán dạo này, rồi tất cả các cái quầy thịt, rồi hàng rau, rồi chợ Cẩm Đô, chợ Hà Huy Tập, chợ Đào Duy Từ, vân vân. Thật sự trong thành phố có hàng mấy chục cái chợ nhỏ quý vị, cho nên là chợ Đà Lạt chỉ có tập trung vào những ngày Tết là đông nhất thưa quý vị. Đó, còn các bạn thấy du khách thì họ đổ ra đây, chắc chắn là họ đổ ra đây họ sẽ mua. Tranh thủ mà ai cũng vậy, nhất là ngày mùng 1 và ngày 30 thì du khách thường hay là tập trung vào chợ Đà Lạt, sẽ mua những cái sản phẩm, rồi hoa quả, rồi bông hoa, rồi trái cây và tất cả các loại rau. Rồi sau đó thì là họ sẽ mua hoa lan cây kiểng. Đó, xe thì các bạn thấy xe du khách họ đậu ở ngoài đây, rồi trực tiếp hoặc là đậu vô trong bùng binh kia. Nếu mà bùng binh kia thì lực lượng ban quản lý chợ là bắt loa thông báo là không được đậu trong vòng bùng binh, sẽ cản trở lưu thông, thì họ sẽ đậu ra ngoài này. Ở ngoài này thì nhà nước cho phép đậu đó quý vị. Sau đó thì họ sẽ mua hàng hóa, mua xong rồi thì họ tranh thủ họ lên xe họ về ngay mà. Xin thưa quý cô bác anh chị và các bạn, như vậy là tình hình Đà Lạt ngày mùng 1, sáng ngày mùng 1 tháng 5 đã vắng khách rồi quý vị, vắng khách. Và chợ Đà Lạt thì khách mua tập trung cũng không bao nhiêu, tại vì khách đó, họ có thể tập trung họ đi mua rất là sớm quý vị. Cho nên giờ này đã 9 giờ mấy, gần 10 giờ rồi, thì lượng khách du lịch mua sắm cũng lai rai và lác đác, không có tập trung là bao nhiêu. Xin thưa vị quý của bác anh chị và các bạn. Vậy là mình đã lên đến khu Hòa Bình, và lúc này thì các bạn thấy đường xá, đường thông hè thoáng, khách cũng đã về rất là nhiều rồi. Chỉ còn lại một số khách là họ chưa phải là cán bộ công nhân viên, hoặc là khách đi tự do thì họ không bị hạn hẹp bởi thời gian về làm việc đó quý vị. Cho nên là vẫn còn nán lại ở thành phố Đà Lạt của chúng ta. Hoặc là những khách họ đã lên sau đó quý vị, thì họ sẽ ở lại về sau. Đó, các bạn thấy mình đang bước qua cái chỗ này là bến xe Tùng Nghĩa. Sau đó mình sẽ đi vào đường, đây là khu Hòa Bình. Xin thưa quý vị, khu Hòa Bình thì bữa nay cũng vắng khách rồi. Tuy là có xe hơi rất là nhiều đó quý vị, nhưng mà lượng xe cũng không đáng kể là bao nhiêu. Trong những cái thời điểm mà khách đang lên thì thật sự là quá sức tưởng tượng. Đó, các bạn thấy. Và đây là mình đi vào con đường Tăng Bạc Hổ quý vị nha. Đường Tăng Bạc Hổ là một trong những con đường mà sầm uất nhất trung tâm thành phố Đà Lạt. Rất nhiều món ăn, từ bánh khọt, bánh căn, rồi miến, lòng gà, phở, vân vân, rất nhiều. Không có đi đâu xa, quý cô bác anh chị và các bạn, ở ngay trung tâm này thì tất cả mọi tiện ích đều có, từ massage làm đẹp, quán bar, tiệm cà phê, rồi tiệm ăn, tiệm phở, nói chung là đặc sản, tất cả đều là ngay tại chỗ luôn quý vị. Và sau đây thì mình sẽ đi vòng xuống đường Minh Mạng, mình quen rồi, đường Minh Mạng, hồi trước gọi là Minh Mạng, bây giờ là đường Trương Công Định, sẽ đổ xuống đường Phan Đình Phùng. Mình đi review cho quý cô bác anh chị xem là Đà Lạt hôm nay ra sao. Thì xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, Đà Lạt hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 đã trở về lại bình thường. Biết rằng là vẫn còn trong một ngày lễ, nhưng mà nó đã trở về lại bình thường, đường xá thông thoáng và vắng, du khách
cũng đã lên xe về hết rồi quý vị ạ. Sau một thời gian, nói chung ở Đà Lạt là vậy mà, một thời gian vắng, rồi đến cái ngày dịp, ngày lễ, ngày hội thì lại đến hẹn lại lên rất rất là đông, nghẹt trời nghẹt đất, không ai chịu nổi, ầm ầm xe cộ chạy vang lên một góc trời cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà rồi khách về hết thì trở lại bình thường, quý vị thấy không? Xin thưa quý vị, đây là đường Hai Bà Trưng. Mình sẽ đi một vòng cho quý cô bác anh chị và các bạn xem hết thử là trong thành phố của chúng ta sau khi 3 ngày lễ, từ xin lỗi 5 ngày lễ là từ ngày 27 cho đến ngày mùng 1 trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì Đà Lạt như thế nào. Và đây mình đang đi trên con đường Hai Bà Trưng. Xin thưa quý vị, đường Hai Bà Trưng này thì mình sẽ hướng ra ngã tư Hai Bà Trưng nối với Hoàng Diệu và bắc ngang qua đường Hải Thượng Lãn Ông. Và đây là mình chuẩn bị ra ở đường Hải Thượng Lãn Ông, chạy thẳng là vào Hoàng Diệu mà rẽ phải là lên do bệnh viện là đường Hải Thượng và rẽ trái cũng là đường Hải Thượng. Chúng ta đi một đoạn ngắn nữa chừng khoảng là 100 mét thì gặp cái hồi xưa là gọi là bùng binh 3 tháng 2 thì bây giờ gọi là trạm đèn xanh đèn đỏ 3 tháng 2 đó quý vị. Đó các bạn, mình sẽ đi hết một vòng cho quý vị và các bạn nhìn thấy là sau khi Đà Lạt khách về rồi thì cuộc sống nhịp điệu của thành phố Đà Lạt vẫn vậy, nó không có đông khách lắm mà nó cũng nhộn nhịp quý vị, nó cũng không có buồn vắng vẻ gì đâu, tại vì thành phố du lịch mà, một trong những cái thành phố mà lúc nào cũng có khách, biết rằng là thứ hai, thứ ba, thứ tư đầu tuần thì vẫn là có khách lai rai quý vị, khách cả nước về tập trung về Đà Lạt mà. Mà thành phố Đà Lạt thì trung tâm nó cũng nhỏ, nhưng mà với thành phố Đà Lạt mà ngoại ô thì cũng rất là lớn. Sau đây Đà Lạt bình yên, mời quý vị cùng các bạn theo mình để đi vào con đường này là con đường 3 tháng 2, ngày xưa là đường Duy Tân. Các bạn rẽ phải là vào con đường Mạc Đĩnh Chi. Xin thưa quý vị, và đây là mình đang hướng đến hết cái đường con đường 3 tháng 4 này, xin lỗi con đường 3 tháng 2 thì sẽ gặp một cái bùng binh. Bây giờ là cái trạm đèn xanh đèn đỏ ở Hoàng Văn Thụ. Rẽ phải là đi vào Hoàng Văn Thụ ra làng hoa Vạn Thành. Nhưng nhớ cái đoạn này là các bạn không được rẽ trái nha. Các bạn không được rẽ trái mà để vào đường Trần Phú và các bạn chạy lên trên này qua ôm cua chạy rẽ trái để vòng qua cái hồ Hoàng Văn Thụ. Nhớ nghe các bạn nghe, không được rẽ trái ngay chỗ ngã tư mà phải chạy lên trên này ôm cua vòng qua. Các bạn đó, ví dụ các bạn chạy thẳng là vào đường xin lỗi, đường này là đường gì ta, ngày nào mình cũng đi, đường Trần Lê, đúng rồi đó. Bây giờ mình đi vào đường Trần Lê, mình không có rẽ trái đi vào đường Trần Phú mà đây là đường Trần Lê, một con đường Trần Lê bây giờ cũng rất là sầm uất, đẹp vô cùng quý vị. Sau đây mình sẽ đi hết con đường Trần Lê. Các bạn thấy không, đường Trần Lê bây giờ cũng đẹp. Đường Trần Lê thì ngày xưa cũng vắng quý vị, mà bây giờ thì rất là sầm uất. Các bạn thấy không? Xe Honda rồi người Đà Lạt, cuộc sống vẫn có nhộn nhịp quý vị ạ. Từ cà phê ăn uống vân vân. Dạ, vậy là xin đưa quý cô bác anh chị và các bạn, như vậy là kết thúc 4 à 5 ngày lễ, Đà Lạt trở về lại bình thường, nhưng cuộc sống Đà Lạt vẫn tiếp diễn, vẫn nhộn nhịp, vẫn cà phê, vẫn nhà hàng, khách sạn vẫn mở cửa, nói chung là du khách cả năm mà quý vị. Video đến đây cũng xin kết thúc. Xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Chúc quý cô bác anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, bình an và thật nhiều hạnh phúc. Quý cô bác anh chị yêu quý kênh Đà Lạt Bình Yên, xin để lại một like và bấm đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn.